3, 2, 1, diễn. Tao nói cho mày biết, bữa nay mày chống cự lại tao, mày chỉ có một chết thôi. Biết không mày, mày? Anh chụp tay xong rồi anh nắm áo lại hồi chứ anh đừng quơ nhìn nó ảo quá. Ở đây em thấy nó một khoảng dư vậy hai đứa là mày ơi. Thôi vậy đi. Vô là em đâu mà. Đây này, này là cái xử lý tốt nhất. Nè nè, bóp cổ chết mẹ nè. Đi quýnh ốc ức. Cũng được. Đó, cũng được. Rồi em tự hỏi với người xỉu luôn. Ok. Vô chặt cái này, em chặt cái đó. Rồi rồi. Ok. Xong rồi giật áo nó nắm đầu luôn, ngược lại luôn. Đúng rồi. Bây giờ không, chặt cái là nó ngửa cho nó xỉu rồi. Rồi nó úp xuống luôn anh. Không, chặt cái là con bé cái nó đẩy nó về trước. Bản thân con này nó phải nó bằng mà nó đẩy nó về đây. Vậy anh thằng em đẩy lên nha. Bé, tao sẽ đỡ mày cũng được. Nó đỡ kiểu gì nè. Không, nó ờ. Nó hết. Thằng chó, nó lấy tao xử mày đâu rồi. Đó. Rồi xong mày, anh nói câu đó. Xong mày sợ giơ tay của tao. Rồi em nói là em cảm ơn nhiều nha. Rồi đó, chuẩn bị đi bắt đầu với em nói câu luôn. Em ơi, anh xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi. Đó. Em cảm ơn nhiều nha. Em xin lỗi anh. Đó. Chứ ngoài đời chưa giờ thấy quýnh một xíu gì luôn. Quýnh cho sợ hai phim nó hay vậy á. Chạch chạch có cổ là nó xỉu á. Chạch phim nó hay vậy á. Chưa gặp. Mày cứ giữ mà, này dân buôn lậu mà. Nhỏ, có nhỏ. Nhỏ, xỉu thử đi. Nhỏ, nhỏ. 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 Nhỏ, dạy đáng lý tao phải xử mày từ lâu rồi, chứ tao sợ bẩn tay tao. Vậy rồi chuẩn bị nha, từ chân nè, chân sao giống như cái chân chuyển động nhìn cho nó quấn rũ ta. Cái mông em phải đánh là một bên là nữa, làm gì quỳ xuống đi, ban đầu á, ban đầu quỳ là bóp dưới kia, bóp từ cái này nó hợp lên đó, vậy đây ban đầu từ cái này, cái mới đầu đứng thấy là đang bóp tay đó, cái mới là cái này làm lý vậy đó, rồi làm, xuất nha, rồi chuẩn bị tinh thần nha, rồi chuẩn bị 2, 1 bóp đi rồi quỳ từ lên nè, quỳ từ lên, cảm ơn. Rồi lên mặt nha, diễn nè, lên mặt diễn nè, diễn tôi nhìn qua, nhìn qua ship đến mặt nhẹ qua đây cho lợi mặt nè, đúng rồi, rồi cắt. Ok rồi.